Công an triệu tập 17 người liên quan vụ hỗn chiến ở Quảng Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập lấy lời khai 17 người liên quan đến vụ hỗn chiến tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Chiều 4 tháng 7, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập truy bắt nhiều đối tượng thanh niên tham gia vụ đánh nhau gây mất trật tự tại địa phương. Theo đó, sau khi xảy ra vụ hai nhóm người sử dụng hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố, làm một người bị thương, Công an thị xã Ba Đồn đã truy bắt, triệu tập đấu tranh với 10 đối tượng liên quan. Ngoài ra, công an đã lần theo dấu vết truy bắt thành công 7 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Đà Nẵng và đang tiến hành di lý về địa phương. Đối với những nghi phạm bị bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Ba Đồn đang đấu tranh, lấy lời khai và củng cố hồ sơ vụ án, đồng thời tổ chức lực lượng truy tìm các đối tượng liên quan khác. Công an thị xã Ba Đồn cho hay sẽ khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một số đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ việc này để răn đe, xử lý nghiêm. Nhiều báo Giáo Dục và Thời Đại đã thông tin do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên hẹn nhau đến cổng sân vận động thị xã Ba Đồn và xảy ra đánh nhau. Hai nhóm người đuổi đánh nhau trên phố khiến người dân địa phương hoảng sợ.